Hello, xin chào năm trăm anh em. Tập trung à? Như vậy là buổi tập ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10 của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc và Hot Boy chúng ta đang trở đây. Cũng vừa trở lại sau buổi học, sau buổi tập ngày hôm nay. Buổi tập ngày hôm nay cũng vừa thực hiện được tốt. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn với tiền đạo Nguyễn Công Phượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như thường lệ thì đề nghị các nhà báo chúng ta tập trung vào trận đấu với đội Campuchia vào ngày 10 tháng 10 sắp tới. Xin mời. Công Phượng này, vừa rồi thì thấy từ khi tập trung đến giờ đội tuyển Việt Nam thường tập những cái bài tập tấn công và ngày hôm nay không phải ngoại lệ khi có tới 3 bài tập tấn công được huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra. Vậy thì sau cái trận mà chúng ta thắng khá vất vả Campuchia ở lượt đi thì huấn luyện viên Mai Đức Chung có trao đổi cụ thể gì với những cầu thủ tấn công về trận đấu tới hay không? Và yêu cầu gì các cầu thủ tấn công như Công Phượng với lại một số anh em khác? Dạ thì bác Mai Đức Chung thì cũng động viên anh em cố gắng tập trung và tập luyện thật tốt để có một trận đấu tốt ở trận đấu sắp tới. Nhưng mà với việc mà những cái bài tập của huấn luyện viên Mai Đức Chung thiên về tấn công rất là nhiều ấy, trong khi những bài tập phòng ngự không được chú trọng đúng mức ấy, thì cá nhân Phượng cũng nghĩ là chúng ta sẽ nhập cuộc với trận đấu Campuchia như thế nào? Dạ cái đó thì do ban luyện và huấn luyện viên trưởng ra tiếp cho tôi, còn bọn em thì chỉ cố gắng tập trung tập luyện thật tốt để có một trận đấu rất tốt. Câu hỏi khác. Em đánh giá thế nào về đối thủ Campuchia so với trận đấu lượt đi thì trận đấu rất khó khăn của tuyển Việt Nam, còn trận đấu lượt về thì theo em thì đội đã có thể có một kết quả tốt hơn. Em nghĩ thì lượt về thì trên sân nhà thì cũng là động lực để bọn em cố gắng thể hiện nhiều hơn và cũng là mặt sân cỏ tự nhiên không phải là mặt sân cỏ nhân tạo nên em nghĩ đó cũng là một trận khó khăn nhưng mà không phải là quá khó để đội tuyển mình có thể giành chiến thắng. Ở trận lượt đi thì mọi người nói Phượng là thi đấu hơi rườm rà một tí thì Phượng đã nghĩ là mình nên thay đổi những điểm gì ở bản thân không? Thì em cũng nhìn lại những lỗi sai của em để em sửa lại và em sẽ cố gắng đá thật tốt hơn. Phượng cảm nhận mình đang có bao nhiêu phần trăm không? Em đang có 100% phong độ. Tạo hay cho lai thì Công Phượng thi đấu với một đội hình không có một cái trung phong đúng nghĩa. Vậy thì khi mà lên đội tuyển, đặc biệt là đợt tập trung này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gọi lên tới ít nhất là 4 cầu thủ chơi ở vị trí trung phong thì điều đấy nó có ảnh hưởng đến lối chơi của Phượng hay không? Và Phượng thích nghi như thế nào? Dạ em là đá tiền đạo lùi thì đúng nó rồi. Cũng không ảnh hưởng nhiều đến bản thân em. Và có một trung phong tốt thì em nghĩ là nếu mà em được thi đấu thì em sẽ thi đấu tốt hơn. Anh hỏi gì đấy? Anh kêu em. Câu hỏi khác? Mọi người có câu hỏi nào khác? Giờ đội tuyển có rất nhiều tiền đạo như thế thì em có thì có nhiều tiền đạo thì sẽ có nhiều cạnh tranh hơn thì bắt buộc em phải nỗ lực hết mình thôi. Em có tự tin là em sẽ đến được không? Dạ, cái đó thì tùy vào ban huấn luyện sắp xếp, còn em thì em chỉ biết là em sẽ cố gắng với bản thân em. Xin mời câu hỏi cuối cùng. Trong vài buổi tập vừa qua thì huấn luyện viên thủ môn Jason Brown có làm việc với các thủ môn thì Phượng tiền đạo thì Phượng cảm nhận rằng là sau khi mà các thủ môn được làm việc với lại chuyên gia nước ngoài thì cảm giác là liệu rằng là các thủ môn có cá hơn ở một điểm nào đấy hay là sao? Đấy không phải chuyên môn của em. Không, ý Phượng là ý anh là khi mà Phượng đối mặt với lại các thủ môn có khó bị đánh bại hơn, có khó bị đánh bại hơn không? Thì vẫn như vậy. Vấn đề vẫn sút vẫn vào. Ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn nhé. Như vậy là những câu trả lời của Phượng cũng khá là chung, nó cũng không cách cụ thể. Dù sao đi nữa thì đấy là thời điểm trước trận đấu nên các cầu thủ sẽ không nói nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những buổi tập tiếp theo của đội tuyển Việt Nam nhé.